Thưa quý vị, mặt hàng như là mì bún miến hoặc là phở dạng khô hay còn gọi tắt là mì ăn liền xuất khẩu từ Việt Nam sang Liên minh châu Âu sẽ không còn bị bắt buộc phải đi kèm giấy kiểm định an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp. Đây là quy định mới được nới lỏng từ EU sau những nỗ lực của Bộ Công Thương cũng như các doanh nghiệp Việt Nam trong công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Và điều này sẽ giúp cho hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp chúng ta có thể gặp được nhiều thuận lợi hơn nữa trong thời gian tới đây. Sau khi nới lỏng quy định kiểm soát với mì ăn liền từ Việt Nam, EU không còn yêu cầu chứng thư an toàn thực phẩm đi kèm với mỗi chuyến hàng, đồng thời giảm tần suất kiểm tra tại cửa khẩu xuống còn 20%. Giảm thủ tục giúp doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm được thời gian và gia tăng cơ hội có thêm đơn hàng. Chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí trong việc lấy mẫu, giám định thành phẩm mì ăn liền trong container và thời gian làm chứng thư ethylene oxide với Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp giảm bớt được chi phí vận chuyển logistics, chi phí chứng từ, chi phí kiểm dịch và mở rộng được thị trường và khách hàng xuất khẩu. Dù đã nới lỏng, nhưng từ nay đến cuối năm, EU vẫn tiếp tục rà soát hàng nhập khẩu vào. Nếu mì ăn liền Việt Nam vi phạm quy định, thì EU sẽ tăng tần suất kiểm tra lên 50% tại cửa khẩu và quá trình đàm phán để nới lỏng trở lại sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Thì các doanh nghiệp cố gắng là tiếp tục đảm bảo thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm nói chung và cái kiểm soát cái việc xuất hiện ethylene oxide trong sản phẩm mì ăn liền xuất khẩu. Mức độ dư lượng ethylene dioxide trong các sản phẩm của Liên minh châu Âu được quy định ở ngưỡng 0,01%. Chúng tôi khuyến nghị các doanh nghiệp chúng ta vẫn thường xuyên kiểm tra các sản phẩm tại các phòng lab có tiêu chuẩn. Cần phải có sự hợp lực giữa người nông dân, doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý để vừa sản xuất mì ăn liền an toàn từ tận gốc, vừa đáp ứng những yêu cầu khắt khe trong quá trình chế biến, đóng gói và vận chuyển sản phẩm này sang thị trường EU.